Vâng, em mình mời các bác hãy đeo tai nghe thưởng thức chất âm của quả súp này, thật sự nghe phê lắm. Quả súp CF kép 40. Giá Hiếu Minh bán chỉ bằng một quả súp đơn 50 thôi các bác nhá. Giá em sell trong clip này các bác nhanh tay ạ, 5.500.000 đồng một quả. Một cặp là 11 triệu đồng, giá trên chào bán tại cửa hàng. Giá siêu tốt cho thời điểm này, anh em có nhu cầu thì liên hệ đơn vị Hiếu Đô. Và mời bác hãy đeo tai nghe cho anh đoạn nhạc nào, em sẽ test vài đoạn nhạc cho bác nghe. Ok bác. Ở đây Hiếu Minh nhá. À, test trên con đẩy bình thường thôi nhá, test một kênh này. Em phải vặn hết cỡ ấy. Wow. Vâng, vừa rồi thì các bác đã nghe mùa 3 thể loại nhạc test súp mà Hiếu Minh đã test rồi. Thực sự luôn là không biết cái máy của Hiếu Minh có quay được vào không. Vì em nghĩ thì cái kênh của em hay bán rất nhiều mã. Nhưng mà vấn đề là khi em quay clip ý là Hiếu Minh em không phông bạt là gì. Nghĩa là phải có máy quay riêng này. Rồi có cái máy thiết bị xử lý âm thanh này. Đây em quay bằng cái điện thoại thường thôi các nhỉ. Người thật việc thật thay điện thoại. Đấy. Nên khi nếu quay điện thoại thường nhiều khi là cái thu chất âm vào ấy, thì thực sự luôn là nó chỉ đạt được khoảng 80-90% thông thường thôi. Chân thành đấy cũng không phải riêng gì em mà ai quay điện thoại thường vậy. Thì báo cáo ấy thì nói đến quay vào vấn đề hôm nay thì em Hiếu Minh xin phép xả cho bác cái lô súp CAF cá heo. Như thì nói đến súp CAF ý, thì trên trường thì quá quen thuộc hay những bạn chơi rồi có biết tiếng súp nó do ra rất là hay, nó hay hơn rất nhiều so với dòng súp các hãng thông thường. Nó chỉ kém được súp JBL này hay dòng như quá đắt tiền như Rexo hay là Koda thôi. Còn đâu là những dòng súp như Eric, các thứ hay là B3 chưa chắc đã ăn được quả súp CF này đâu nhá. Chưa chắc đã ăn được các bác nhá. Nhất là Eric là không ăn được đâu. Trước đây thì Hiếu Minh đang chào bán những quả Eric thôi, đã giá gần 6 triệu quả rồi. Thì trong clip ngày hôm nay, một clip như em thông báo hôm trước rồi, là các bác cùng chung vui cùng em thì vài hôm nữa nhà em sẽ mở một cái xưởng chuyên bán đây này. Nhưng mà hôm nữa sẽ bán tất cả các mã bát rời bãi. Ở đây là mới tập kết ít thôi. Nhưng mới quay hẳn xưởng thì các bác sẽ thấy. Nhà bên em sẽ bán sắp tới là bán tất cả các mã bát rời hàng nhập khẩu giá tốt nhất thị trường Việt Nam. Và tất cả mẫu đẩy công suất chuyên sự kiện lớn sẽ tập trung ở xưởng đấy, cũng như là các mẫu array giáp, mẫu array nhập khẩu, nhà phân khúc lao thì mình cũng có để phục vụ các bác anh em và có cả trả góp các bác nhá.
Thì quay vào vấn đề hôm nay thì các bác có thấy là em đang review, đang dở cái quả súp kép CAF cá heo bát 40. Thì mình đang chào bán mức giá tri ân đến toàn thể bác là mức giá 5.500.000 đồng một quả các bác nhá. Giá em bán chỉ bằng quả súp đơn 40 hoặc 50 thông thường thôi. Đấy, một cái giá cực kỳ là giật mình đến toàn thể các bác anh em, báo giá rẻ nhất thị trường Việt Nam luôn. Tổng lượng số lượng về là em có nhiều ghê các bác nhá. Có 9 đôi 18 quả các cả nhá. Để xếp trong đống kia. Chỗ kia là chưa dọn kìa. Cái đống chỗ này chưa dọn này. Bác nhìn vỏ thùng kìa, chưa dọn, chỗ này mới dọn qua này. Đấy. Quả này dọn qua rồi này. Đấy, mức giá cực kỳ hợp lý cho bác đầu tư, những bác nào đi sự kiện ấy, đánh sân vườn ấy, nhất là bác phòng hát thì đánh những quả súp này thì tuyệt vời luôn, không phải nghĩ. Bác nhá, và giá thành cực kỳ hợp lý. Thì bây giờ sẽ tiến hành đo kích thước trước để cho bác nắm đất cô bé đo anh kích thước anh Thành ơi. Em muốn đo kích thước thùng trước nhá. Một chiều nó này. Một chiều bao nhiêu? Cái súp này ấy, thì khoan. Cái súp này bác có để nằm được này. Nằm được cái bốn chân nó này để dựng đứng được. Một chiều bao nhiêu ạ? 43.5. 43.5. Bề sâu ạ. Sâu của nó là 45. Một chiều gọi là một chiều 43.5, một chiều 45 và một chiều để chiều ngang hay gọi chỉ dựng cao cũng được. 87 các bác nhá, 87 cm. Nghĩa là súp 40 tiếng rất hay nhưng so với các dòng súp khác thì nó lại rất là gọn các bạn. Và cái điều quan trọng sử dụng driver nó mới khủng này. Công suất cũng khủng nhá. Em sẽ đo kích thước này rồi. Cái mặt ngoài nó nghiêng lên. Mặt ngoài của dòng súp này, như thường dòng súp CF bác, cái dòng này bác gõ lên Google bác biết thì nó sử dụng là mặt là mà sử dụng là sơn sần cát bác nhá. Cát mịn này. Miết mạnh là nó chảy tay bác nhá. Sơn sần cát mịn luôn. Đấy. Model của nó là Pro 215S. Công suất hoạt động là 800 lên đến 3200W ở độ trở 4 ohm. Đời con này đời 2013, 29 tháng 4 2013. Các bác nhá. Các bác đừng nhầm tưởng là đời 2013 mà đã dùng được từ 2013 đâu, không phải đâu nhá. Nghĩa là từ lúc người ta sản xuất ra là 2013. Nhưng có khi đến 2015, 2016 các bác mới bán ra ngoài thị trường. Tại vì sao ạ? Tại vì người ta sản xuất là sản xuất đồng loạt. Người ta dập trên này chứ không, người ta về không thể bán được luôn. Nó khác với ô tô, với xe máy đâu nhá. Cái loa, với cái ba loa, với súp, đồ âm thanh nó khác với ô tô, xe máy. Các bạn, không phải bán, vừa sản xuất ra cái là bán được luôn ngay đâu. Một nhà hãng đã sản xuất ra rất nhiều. Đấy. Thì ở đây bác thấy này. Nó sử dụng driver này là quả từ khủng khiếp luôn. Từ con này đo kích thước thử cho chính xác cho bác đỡ rõ ràng luôn. Từ 230 nhá. Từ 230 nhá. Từ 230. Con 100, con này em nghĩ là con 100 thôi. Con 100, quả từ rất to luôn. Dòng súp kép này thì em cũng rất là ngại chuyển bưu điện nên là những bác nào mua thì em cố gắng là sẽ bán cho những bác nào ở gần hoặc gửi xe thôi. Hoặc là các bác đến cửa hàng lấy thôi. Chứ thực sự quả súp này mà gửi điện nó cũng ngại lắm. Bây giờ bán giá tốt này rồi. Gửi điện là con sợ ngại bằng con quật thôi. Đấy. Thì sử dụng ở đây là sử dụng driver nó màng UKM. UKM model của 15UKM 1008. Đấy, lật anh cái bát lên. À, lật màng lên, nghiêng màng lên. Nghiêng lên. Đây này. Bỏ tay ra. Đấy. Xếp cá heo nhá. Dòng này nó là bát nhập khẩu nhá. Cái tất cả CAF của nó ấy, nhớ thì CAF nó là thương hiệu của Italia, dụng là bát chép nhập khẩu thôi nhá. Bát chép nhập khẩu. Đâu cái màng đâu. Đây. Dụng màng là màng UKM. UKM 14 thôi nhá. Đây nó còn mã màng nữa rồi. Mã màng 1317. Thì cái thân sơn sần cát bên trong rất nhiều công tâm. Bỏ anh cái bát này ra. Đừng cầm vào đây nhá. Không cầm vào đây đâu nhá. Đấy. Bỏ bát ra. Quay vào phân tần đây. Bên trong thì rất nhiều bông tiêu âm các bạn. Thực sự luôn là rất nhiều bông tiêu âm luôn. Chúng tôi nó ra như một cái biết như giả như cái chăn vậy, quấn vào trong này nguyên một cái chăn luôn hai bên. Nên khi các bác nghe cái tiếng súp ấy, tiếng nó rất là mềm, rất là hay luôn.
nó mềm nhưng gọi chắc nhá. Các bác nào cần uy lực ý, thì bác lấy súp này các nhá. Các bác cần uy lực giá thành hợp lý thì lấy quả súp này đấy. Thì sắp tới đấy nhà em mở chuẩn bị mở xưởng thì em cũng vật bí đâu bác, thì bên xưởng đấy thì sẽ cho những bác dành duyên cho những bác nào sự kiện thôi, những bác nào như mua bát chép rời này, những bác nào mua thùng thùng quách rời nha, vỏ thùng rời ấy, hay là giáp rời thì sẽ bán chuyên chuyên cơ sở bên đấy. Còn hôm nay thì em vẫn phục vụ bác là full các mã bãi, mã mới nhập khẩu, tất cả các thứ luôn. Đấy, anh em có nhu cầu thì ủng hộ em, và tất nhiên là sẽ là mức giá tốt rồi, 5.500.000 đồng quả. Anh em xử cho mình nghe, mua gần như bác mua một là được hai, nghĩa là mua một được hai, bình thường với giá đấy bác chỉ mua một quả súp thôi, nhưng đây là được hai, tận hai quả, hai quả nhé, anh em muốn cầu liên hệ em. Quả súp đẹp tuyển chọn như hôm nay, lật anh cái bát lên này được không, lật tay được không, kẹp vào đâu, nặng quá, kẹp kẹp bác nhìn đẹp lắm, úp lên, úp lên. Ok, chiếc tiếp theo đi. Tổng em có 8-9 đôi thôi. Anh em sự kiện phòng hát hoặc là các bác nào mời đánh ở sân vườn ấy, hoặc là những cái show nhỏ nhỏ vừa vừa ấy, show to to vừa vừa tổng 200-300 khách ấy, thì bác lấy đôi này thì tuyệt vời luôn. Vì nó thiết kế đây nhá, là thiết kế là thùng gỗ ván ép chống nước, vứt ngoài mưa lắng thoải mái. Nghe bác vứt ngoài mưa, trời mưa kệ mưa, thoải mái quá nhá. Tại vì thùng gỗ này, thùng gỗ là thùng gỗ Bạch Dương, thùng gỗ Bạch Dương ạ. Nó thiết kế rất dày luôn, mở ngoài sơn sần cát, nó cho như là tráng nước quá nhá, chống nước này. Thùng gỗ Bạch Dương luôn. Anh em có nhu cầu thì liên hệ đơn vị gửi đồ nhá. Đây là mặt trước của em nói đây. Em mở quả này. Em đang để nào, dựng nghiêng đấy không? Bé dựng, cô em dựng gần cho anh nghiêng này. Đấy, căng nó hơi vòng nhẹ rất đẹp luôn. Anh em muốn cầu liên hệ em nhé.